Trời đất ơi, chắc con điên quá. Rốt cuộc nhà mình xảy ra chuyện gì vậy? Sao con Minh, hỏi? Minh, 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 con đi đâu vậy? Hả? Mặc kệ đó, để coi nó đi được mấy ngày nó quay về. Bà yên tâm đi, con không có về đâu. Thằng con trai duy nhất của bà chẳng làm được tích sự gì hết á. Bà vừa lòng chưa? Mày, mày trả tiêu được hả? Đồ mất dạy. Con, mày tránh ra đi. Con à. Mày bỏ con ra. Minh, sao vậy Minh? Phụ mẹ. Minh, có chuyện gì vậy em? Minh, Minh à, Minh. Con điên rồi hả? Con đi đâu? Mày bỏ con ra đi. Con đi cho mẹ coi. Mày thôi đi, đừng có giở trò con nít đó nữa. Hỏi có chuyện gì á là bỏ nhà đi là sao? Tôi con nít gì đó, liên quan gì tới chị? Con chỉ cái đồ mất dạy. Minh à, mẹ thấy con sai rồi, con vô xin lỗi ba đi con. Không bao giờ có chuyện đó đâu mẹ. Mẹ vô nhà đi, con đi đây. Cho tôi mượn xe đi. Đừng có hòng, xe mày đâu? Bị bắt rồi. Vô xin lỗi ba đi con. Con nói với mẹ rồi, không bao giờ con xin lỗi ông. Con, giờ này mà con còn cứng đầu nữa. Nè, bây giờ con đi đâu? Hả? Con đi đâu cũng được, miễn đứa gặp ổng. Mẹ, mặc kệ nó đi mẹ. Con à, con còn tiền không con? Vĩnh Nhi, con có rồi, không cần nữa. Khoan khoan khoan, Nhung, con có tiền đó không? Đưa cho nó đi. Để làm gì vậy mẹ? Con đưa cho nó đi, bóp nó đâu có tiền. Trời ơi mẹ, ai đời mẹ không cản thì thôi, mẹ còn chu cấp tiền cho nó bỏ đi nữa là sao? Đi đi mà, đi lấy tiền cho mẹ đi mà. Đi. Con à, con đi đâu bây giờ? Hả? Con nói con chưa có biết mà, ra đường mới biết đi đâu. Trời ơi. Mẹ thì... Còn đếm cái gì nữa. Đi, cầm đi con. Cầm theo mà xài, rủi có gì cần thì sao? Mẹ, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Ba mà có bắt nạt á, gọi điện cho con. Con đi đây. Trời ơi, đi đâu? Chưa có xe đâu. Ở dưới xe á. Cảm ơn. Con đi nha mẹ. Con à, nhớ điện thoại cho mẹ nghe. Con biết rồi. Nhìn mẹ kìa, cứ giống như là tiễn con đi lên đường ra chiến trường vậy đó. Wow, đồ ăn hấp dẫn quá, thơm quá mẹ ơi. Mẹ. Con mời nội. Mẹ, mẹ thấy trong người khỏe chưa? Vâng, nhờ phúc đức của cô, tôi khỏe rồi. Tôi đâu có dám bệnh đâu, để làm phiền các con, các cháu, các anh, các chị. Thôi mà mẹ, mẹ nói vậy tội nghiệp vợ con. Vợ con cũng muốn là lo sức khỏe của mẹ, bị bệnh thôi. Rồi sao? Tôi nói đụng đến vợ anh khó chịu phải không? Vợ con đâu có muốn vậy đâu. Thôi 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 thôi. Con mời mọi người ăn cơm, đồ ăn nguội hết rồi kìa. Còn mấy Hiền nữa, sao không ăn đi? Làm gì mặt bí xị vậy? Mặc kệ em đi, em bị vậy đó, rồi sao? Mọi người ăn cơm được chưa? Cứ nói qua nói lại nhau hoài à, con em mệt quá. Trời đất ơi. Thôi, con mời mẹ ăn cơm mà, ăn đi. Con mời bà nội ăn cơm, mời bố mẹ ăn cơm. Bà nội ăn cơm, mời bố mẹ ăn cơm. Mẹ ăn cơm. Con gấp cho nội đi. Hiền, không ăn đi, ăn kiểu gì vậy? Con ăn đủ rồi, cả nhà ăn đi nha. Hiền, Hiền, con nó sao vậy? Không đi theo hỏi cô nó là sao?
Hay là chắc con bé nó bệnh. Hay là nó đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi tơ tưởng tới nào chứ gì. Hình như là nó bệnh đó con. Thôi được rồi, để có gì lát nữa ba lên ba coi nó làm sao. Nội đoán được không nội? Nội cũng chịu. Con cháu bây giờ ấy à, chả ai hiểu được. Bà già này còn ngồi đây mà chưa gì nó đã quăng đũa nó đứng dậy rồi. Chẳng có xin phép gì cả. Mẹ, chắc con của con nó bệnh đó, nó mệt đó mẹ. Thôi được rồi, để chút xíu con lên con hỏi nó. Có khi nào nó cũng giả bệnh như tôi không nhỉ? Để cho mọi người quan tâm ấy mà. Kìa nội, mẹ con đâu có ý đó đâu nội. À, nội, con có quen một người bạn làm ở câu lạc bộ tập dưỡng sinh á. Nội có muốn tập không? Con đăng ký cho nội tập, tập khỏe lắm nội. Trời ơi, mấy cái đó à, con hỏi mẹ con cái kìa. Chứ nội già rồi, tập gì ba cái thứ ấy. Cái này á, dành cho người già lớn tuổi như nội vậy đó. Không cực nhọc gì lắm đâu nội. Tốt cho sức khỏe lắm. Cái môn của con á, là yoga. Chứ con đâu có đủ già để tập dưỡng sinh đâu mẹ. Ý cô là sao? Ý cô ấy chê tôi già chứ gì? Dạ. Là cô muốn tôi nhanh già nhanh chết chứ gì? Mẹ bớt giận. Mẹ con mẹ, đâu mẹ, có ý đó đâu mẹ. Bớt giận nghe. Nội, mẹ con không có ý đó đâu nội. Nội nhìn đi nội. Thôi mà mẹ, vợ của con không có nghĩ gì đâu. Mẹ ăn miếng cơm đi ha. Ăn ngon mẹ, ăn miếng cho vui đi ha. Đúng rồi mẹ, nội ăn đi nội, để đồ ăn nguội. Bây giờ ấy à, mấy người ấy, bênh cô ấy chầm chầm ra. Thôi, ăn gì nữa, ăn không nổi, tôi không ăn nổi đâu. Qua để tôi chết đi cho rồi. Tôi nội, không ăn, tôi nhịn đói, tôi chết đi cho rồi. Mẹ, nội, mọi người vừa lòng. Nội, bố, giờ sao đây? Ai biết sao, hỏi tao. Mẹ. Ủa, con với bố vô coi sao? Hiếu à? Lại lên bố. Hiếu. Anh ngồi một mình buồn vậy, cho em ngồi chung với. Ra đi, để cho tôi yên. Con là thứ đặc cấp. Anh điên hả? Đồ dở hơi. Ủa? Mẹ, sao vậy mẹ? Sao mẹ ngồi đây khóc vậy? Có chuyện gì hả mẹ? Vì ơi, có phải mẹ không biết dạy con không? Có phải mẹ sai không? Con nói đi. Mẹ sao vậy? Sao tự nhiên mẹ khóc? Con cứ trả lời mẹ đi. Có phải mẹ không biết dạy con cái không? Mẹ, hay là con làm gì sai, mẹ giận hả? Hả? Con cứ trả lời cho mẹ biết đi. Mẹ, đối với con á hả? Mẹ là người mẹ vĩ đại nhất luôn á. Cả cái thành phố này không có ai vĩ đại bằng mẹ của con đâu. Mẹ của con vừa thương chồng nè, vừa thương con nè. Mẹ đã hy sinh cả cuộc sống danh giá của mẹ để lo cho ba đứa con và cho ba nữa. Đối với con á hả,
Mẹ con chỉ có duy nhất trên đời thôi. Mẹ là tất cả luôn á. Mẹ nói con nghe đi, có chuyện gì vậy hả mẹ? Con có làm gì cho mẹ buồn hết. Con ngoan lắm. Thằng Minh á, mà chiều nó nói chuyện với ba con, nó hổn, cho nên ba con tát nó. Nó bỏ nhà đi luôn rồi. Mẹ đừng có khóc nữa mà. Thôi mẹ đừng có lo lắng cho anh Minh nữa. Hay là tại vì ảnh đang có chuyện gì đó không được vui, cho nên là ảnh mới nóng tính vậy. Mấy bữa nay con thấy á hả, nhìn mặt ảnh cũng khó chịu dữ lắm. Chắc là đang có chuyện buồn á, vài bữa nữa là hết à mẹ. Nó đi ra ngoài, nó đâu có tiền, rồi người ta ăn hiếp nó, tiền bạc đâu nó xài. Mẹ khổ quá. Mẹ đừng có lo mà. Mẹ biết anh ba của con làm gì mà hết tiền được chứ. Mẹ đừng có lo nha. Mẹ nghe lời con đi. Mẹ đừng có khóc nữa. Mẹ vô nghỉ sớm đi, không thôi mẹ sinh bệnh đó. Đi mà nghe lời con đi. Con à, có khi nào nó ở ngoài nó thiếu nợ người ta không con? Không có đâu mà. Mẹ đừng có suy nghĩ bậy bạ nha. Nghe lời con đi, vài bữa anh về liền á. Nha. Đi mẹ. Bà. Dậy. 8 giờ rồi. Dậy bà ơi. Ơi 8 giờ mà. Chết cha. Mày. 8 giờ rồi. Chết cha. Bị
sát. Chết rồi, trời ơi. Ui, chết tôi rồi. Gì vậy? Ui. Ui. Trời ơi. Ui. Nấu gì bây giờ ta? Ngủ gì ngủ dữ vậy không biết nữa. Kì này, chết chắc với mẹ chồng tôi rồi. Chết rồi. Mày nấu cái gì bây giờ? Ơi, trời, 8:15, trễ rồi. Ôi. Trời ơi, trễ giờ rồi. Mấy giờ rồi ta? 8:20. Trời, chết rồi Hiền ơi. Chết rồi. Mẹ ơi, ăn sáng đi, con trễ giờ làm rồi mẹ ơi. Đây, xin mời mọi người ăn sáng đây. Dạ, con mời mẹ ăn sáng. Trời ơi. Chào nội. Cô làm dâu kiểu gì đấy? Hả? Cô nói đi. Chỉ có việc dậy sớm một tí, nấu cho chồng cho con ăn mà cũng không được. Thôi nội với bố mẹ với Hiền coi ăn sáng đi, con phải đi làm, con trễ giờ lắm rồi. Con cũng đi luôn, hôm nay con có tiết kiểm tra. Hiền. Con xin phép. Hiền. Sao bố? Dạ. Gì bố? Hai đứa chịu khó ra ăn cơm tắm nghe. Dạ. Đi đi. Dạ. Bố ơi, cho con tiền đi. Con cũng vậy nữa bố. Hả? Tháng này chưa lãnh lương. Trời ơi, xuống đi ăn cơm tắm chi bây giờ phải khổ vậy nè. Nè, 100. Dạ, cảm ơn bố. Con lớn hơn 200. Dạ, cảm ơn bố. Thôi còn cho con luôn nè. Dạ, cảm ơn. Lấy luôn đi. Chúc bố ăn phở vui vẻ nha. Vậy nha bố, con đi nha bố. Con đi nha nội ơi, con đi mẹ ơi. Con đi nha nội, con đi nha mẹ. Này, sao mà cứ đứng mãi thế, không trả lời đi. Cô đâu có điếc, hay cần tôi phải nhắc lại? Dạ. Dạ mẹ ăn sáng đi mẹ. Ăn sao được mà ăn. Bà, mẹ không ăn. Không ăn, nhưng mà thôi. Nói thế thôi chứ cái việc này cho qua, nhưng lần sau ấy không được lặp lại nữa, nghe chưa? Dạ. Trời ơi, thế mà cũng cười được à? Để hai đứa nó, đứa thì đi làm, đứa đi học, một bụng trống rỗng đói meo thế cũng cười được à? Hồi nãy con họp kín rồi, con cho tiền nó đi ăn cơm tắm rồi. Trời ơi, tiền đâu mà cho? Tiền bắp phở của mẹ đó. Ôi giời ơi. Này nhá, thôi nhá, hai anh chị nhá, càng ngày càng chẳng ra gì. Chắc là muốn tôi chết sớm, để cho anh chị khỏe phải không? Đỡ phải nhức đầu vì tôi, vì cái bà già này chứ gì. Thôi, không ăn uống gì nữa, tôi đi đây. Mà hôm nay hai anh chị bán hàng để tôi đi lo công việc nhá. Việc gì hả mẹ? Không phải việc của anh nhá. Việc của tôi lo, không cần phải hỏi. Mà hôm nay ấy, là ngày cuối tháng, phải tính sổ tính sách đi, nhớ chưa? Dạ. Dạ, mặt cứ nghệt rồi. Còn dầu. Vẫn chiêu cũ, làm bộ ra dễ giận dữ, rồi tước quyền làm mẹ của mình, lại định bác thằng Hiếu lấy vợ theo ý của mình chứ gì. Đừng có mà mơ. Chuyện nào ra chuyện đó mẹ ơi. Bà. Hả? Bà làm gì vậy? Trời đất ơi. Thôi, vậy là nhẹ rồi đó. Hôm nay mẹ mắng nhẹ nhàng, đỡ rồi. Đứng đó suy nghĩ hoài. Bà sao vậy? Cứ không đứng cười mình vậy, ai nhập vậy? Đâu có gì đâu. Thôi đi ra bán hàng đi. Ra bán hàng đi. Ra dọn dẹp đi, chút nữa tôi ra.
Vụ gì vậy ta? Mình đang ở đâu vậy? Tới nào chứ kỳ vậy? Tới nào chứ kỳ vậy? Thằng nào vậy? Thằng nào la âm sùm vậy? Ê, 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 đây nè cha. Đâu, đi đâu vậy? Đâu. Làm gì la âm sùm đây vậy? Mấy anh là ai? Hỏi làm gì? Mấy anh là ai vậy? Trời 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 trời. Nó hỏi bây giờ mày không biết hả? Mày biết rồi. À. Nhìn đồ đen biết ai không? Ai? Khiên hòm hả? Trời ơi. Cái gì mày? Cái gì? Cái gì khiên hòm cha? Mày nghĩ sao kêu tao khiên hòm mày? Mày giỡn mặt hả mày? Mày biết đây là đâu không? Đây là địa ngục. Hiểu mày? Mày thấy mặt tao là mày sợ rồi đúng không? Tôi chết rồi hả? Chết cái gì? À, còn đau không? Đau mà. Còn đau? Đau hả? Đau không? Cái gì vậy ông nội ơi? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Vướng. Mày vướng cái gì vậy? Vướng. Mày lấy cái giò nó ra coi. Trời ơi. Thiệt tình à. Trời ơi. Mày xuống đây mày còn dám quánh tao nữa hả? Mày. Nó quất nữa bây giờ đó. Quất nữa bây giờ. Vậy cho nó chắc. Đợi cho. Rồi. Giờ sao? Dựa vô. Giờ mày sao? Mày thấy tướng tao bảnh nữa không? Thấy ghê không? Thấy khốn. Cái gì? Mày tìm gì vậy? Mày tìm gì? Cái bóp tao đâu rồi? Cái bóp mày tao lấy nè. Mày ăn nhậu cho cố vô rồi không trả tiền. Bây giờ tao tính sẵn cho mày hết rồi. Ăn bao nhiêu uống bao nhiêu tao tính hết trơn rồi. Nè, cầm đi. Đó, coi thiếu đủ gì không? Khỏi đi. Nè, tới ăn được. Nhưng mà quỵt là không được hay chưa? Vậy tính xong chưa? Rồi. Rồi, mày có cần hóa đơn không? Tao ghi hóa đơn cho mày. Giữ có bản số thuế không? Tao đưa luôn. Mày sợ đứt. Mày xàm á. Tránh ra. Ờ, tránh ra. Tránh ra mày. Quên, 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 quên. Đi vui vẻ nghe. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy cha ơi, cha ơi? Bảo vệ, bảo vệ gì mày mà nổi? Đối với mấy thằng này phải hủ chứ. Mày đứng khơi khơi cho nó đá mày vậy. Nhìn cái mặt mày là biết ngu rồi. Tao gọi đứng, nằm nó luôn đi. Đi ông ơi. Tao đá kiểu này chắc bích luôn đường để con quá. Nói chuyện ngu. Thôi đi đi, chạy nó đi. Trời ơi, mẹ ơi. Sao rồi? Đau không? Đau. Đau không? Đau quá mày. Chà, làm bảo vệ sao khó dữ vậy trời. Lạ nhỉ. Lạ thật đấy. Này này này. Gia Bảo. Dạ. Lấy tiền đi tập yoga phải không? Ừ. Mẹ nói gì con không hiểu. Sao tôi đếm mãi, đếm đi đếm lại mà vẫn thấy thiếu 500. Mẹ, sao bộ mất tiền hả mẹ? Thiếu 500 ngàn. Ý mẹ là con lấy 500 á hả? Mẹ nghĩ vậy là quan cho con á. Xưa giờ con đâu có tính ăn cắp đâu mẹ. Mẹ ơi, mẹ coi lại coi chứ. Chứ con biết tính vợ con. Vợ con không có làm chuyện đó đâu. Ôi giời ơi, lại bánh vợ, bánh vợ. Nào ai lấy thước mà đo lòng người. Hay là anh nghĩ là mẹ. Anh nghĩ cho mẹ phải không? Con không dám nghĩ. Nhưng mà con quả quyết một điều là vợ con không bao giờ có cái tính đó. Con ở nhà này mấy chục năm, chưa bao giờ con lấy cái gì cho riêng mình hết á. Bà mẹ nghĩ bà. Vậy lại quan cho con lắm đó mẹ. Thôi thôi thôi. Đừng có ra mồm cả vú lấp miệng em. Bây giờ 500 ngàn thì nó chẳng có giàu có gì đâu. Nhưng mà tôi ghét lắm. Tôi ghét mấy cái hạng người như thế lắm. Dạ. Nếu mà mẹ nghĩ vậy, tôi có mặt mũi nào con ở nhà này hết. Không có gì đâu bà. Dọa nữa rồi. Lại dọa phải không? Muốn đi à?
Cô đi đâu thì cô cứ đi, cho tôi nhờ. Chứ cái nhà này ấy à, không chứa chấp mấy cái hạng người ấy đâu. Mẹ. Dạ, dạ con chào mẹ con đi. Mẹ ơi, vợ con đi thiệt đó mẹ. Để cho nó đi đi. Thôi bỏ thay tôi ra đi. Thôi. Tôi cũng chán ở cái nhà này lắm rồi. Trời ơi. Thôi, nó già mồm mẹ... thế thôi. Chứ đi năm bữa nửa tháng thì tôi cùi hết bàn tay này này. Trời ơi, vợ con đi thiệt đó mẹ. Này. Bà ơi. Đi... Đứng đó. Nhưng mà. Không nhưng nhị gì cả, đứng im đó. À... Đi gì dọa già thôi. Được rồi. Tại vì tôi sẽ đi. Sẽ đi làm những gì mình thích. Để xem hai mẹ con ông có hối hận hay không. Càng khỏe. Thà ra ngoài rửa chén, giặt giũ cho người dân ấy, mà còn có được đồng tiền. Còn hơn ở cái nhà này mấy chục năm để làm con sen con ở. Để rồi hai mẹ con ông không ai có tôi ra gì. Tôi là tôi ghét. Tôi ghét. Hai con yêu quý, có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mẹ viết thư cho hai đứa. Lần này mẹ ra đi, không biết bao giờ mới gặp lại. Con mời mẹ uống trà. Mẹ. Không có mẹ gì cả, mặc kệ nó đi. Mẹ con nghĩ đi thiệt đó mẹ. Cứ để xem nó định làm cái gì. Con ngăn rồi đó. Con ngăn cô ấy lại, cô ấy cứ đi hả mẹ? Bây giờ mẹ hỏi con này, con muốn con không nghe lời mẹ nữa hả? Hả? Bây giờ con chọn đi. Một bên là vợ, một bên là mẹ. Chọn đi. Vợ. Mẹ, con chọn mẹ. Mẹ ơi, mẹ tha cho cô ấy một lần nữa đi mẹ, nghe. Trừ khi á là nó nhận, nó ăn cắp, thì tôi còn xem xét lại. Vừa ăn cắp lại vừa là làm. Này này, gì đấy? Lên cân động kinh đấy hả? Uống nước trà đi, cho nó hạ xuống. Mẹ bảo uống là uống. Uống trà giờ. Các nào uống thuốc độc.
Làm gì mà dữ thế? Uống đi. Uống nóng, cho xuống. Nóng gần chết mà uống gì nổi. Úi giời, thấy thương không kìa. Này, già rồi chững chạc lại đi nhá. Có con với mẹ con không cần phải diễn. Cô thiệt chứ con diễn hồi nào. Trời đất ơi, bà Mai. Trời đất ơi, sao mà khóc lóc rồi xách giỏ. Nè nè, đừng có nói với tôi là bị đuổi ra khỏi nhà nghe. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì mà bị đuổi ra khỏi nhà? Ủa, tôi đâu có nghe trong nhà gây gổ gì đâu mà sao kỳ cục vậy? Nói nghe coi, sao bị đuổi ra khỏi nhà vậy? À, lại cái chuyện mẹ chồng lấy dâu nè. Trời ơi, cái bà già này ác thấy sợ luôn. Đuổi đi chỗ này đó, rồi biết ăn sao ngủ sao đây, thiệt tình. Mà kể tôi nghe đi, chuyện gì mà nguy hiểm đến nỗi mà ghê gớm đến nỗi mà bị đuổi ra khỏi nhà vậy? Trời, sao bà khi dễ tôi quá vậy? Tôi hỏi sao bà không trả lời? Tôi lo lắng cho bà thôi mà. Bởi vậy cái tính cách của bà như vậy đó, bị má chồng đuổi là vừa lắm mà. Dòm ngó gì? Đừng có nghĩ là tôi nhiều chuyện nghe. Tôi á, là tôi lo quan tâm tới bạn bè. Tại sao đi dạo giờ này, bị đuổi ra khỏi nhà giờ này, rồi biết ăn sao ngủ sao? Khinh người dễ sợ không? Nhưng mà tại sao vậy ta? Mình với bà thân tình quá mà. Mình hỏi bà không trả lời. Hả? Có khi nào bị má chồng đuổi? Ức chế. Á khẩu luôn. Trời ơi, nguy hiểm quá. Đồ ác độc. Đồ bà già cà chớn. Xe bị gì vậy? Sao lại tới ôm vậy không biết? Hai mẹ con ông ấy đi đâu về này vậy ta? Đúng là một chồng vô duyên. Biết giờ đi mà cũng không ngăn cản. Chi ít thì cũng phải ra tiễn chứ. Chồng chả con. Thôi kệ đi. Có ai đối xử tốt với mình đâu chứ. Mình đi là cách tốt nhất rồi. Anh ơi, gì vậy anh? Sửa giúp tôi cái xe. Giờ nghỉ rồi anh ơi. Có gì mai ghé đi. Bây giờ cũng tối rồi. Không còn tiệm nào hết, anh giúp em đi. Không được đâu, giờ đóng cửa nghỉ rồi. Thôi về đi, mai tới. Mai mới sửa hả anh? Ngày mai mới sửa. Thôi vậy... Em để xe ở đây, mà anh sửa cho em nha. Trưa mai lái nha. Trưa hả? Cũng được. Rồi vậy đi. Dạ. Gì nữa? Em gửi luôn cái nón. Rồi cứ để đó không sao đâu. Có cần làm giấy tờ gì không? Thôi khỏi đi. Nhưng biết đâu ông ấy đang thuyết phục mẹ thì sao? Biết đâu chút xíu nữa ông ấy sẽ đi tìm mình mà không thấy. Tôi chọn 5 phút nữa đó. Ông bị sao vậy hả? Chẳng lẽ ông cũng nghĩ như mẹ?
Sao có thể đối xử với tôi như vậy được chứ? Một mình mẹ ông là đủ rồi mà. Sao lại như vậy hả? Chà, ở đây mát quá. Không khí về đêm công nhận là đông lạnh. Suốt ngày cứ đầu tắt mặt tối. Có bao giờ biết đến cái cảnh tượng ban đêm lại đẹp như thế này đâu. Nghĩ cũng lạ. Cả đời sống vì chồng vì con. Đến lúc già thì bị tống cổ ra đường một con hổ. Giờ biết ngủ ở đâu? Cô có sao không? Cô sao vậy? Cậu là ai vậy? Cậu xích ra đi. Nói vậy là cậu không biết cô rồi. Mà sao khuya rồi cô còn xách giỏ đi đâu vậy? Thì tôi cũng như cậu thôi. Đi hóng mát. Trời ơi, thanh niên trai tráng như con, con thấy lạnh lạnh nè. Tiếc quá, xe con mới đem vô tiệm sửa rồi. Không, con sẽ đưa cô về nhà. Trời, cậu biết tôi là ai mà chở tôi về? Âm mưu gì vậy? Quen biết gì đâu chở tôi về. Cô hài hước thiệt. Như vậy mà cũng nghĩ ra được. Quên. Già rồi, quên. Thôi, khuya rồi, con về đây. Cô đi hướng nào? Con với cô đi chung cho vui. Tôi cũng chưa biết đi đâu nữa. Thôi cậu cứ đi về đi. Chắc tôi ở đây tới sáng quá. Cô nè. Sao lạ vậy? Hướng nhà mình mà cô không biết hả? Thôi, chuyện của tôi cậu biết làm gì, dài dòng lắm. Cô xách cái giỏ. Để con đoán coi ha. Thôi, chuyện của tôi mà đoán làm gì, cậu lo về đi. Biết gì đâu đoán. Cô bị đuổi ra khỏi nhà đúng không? Bậy bạ. Không có. Không có bị đuổi à. Tâm bậy à. Không đúng thì thôi vậy. Con cứ tưởng hai cô cháu mình có đồng cảnh ngộn để tâm sự. Quá ra là không phải. Ủa, nói vậy là cậu cũng giống tôi luôn hả? Rồi ngang, chính miệng cô thừa nhận đó. Cô bị đuổi hả? Thì đâu, không phải. Cái này là tôi tự đi thôi. Tôi tự đi. Nhìn cô á, chắc cũng bằng tuổi mẹ con. Nhưng mà tại sao cô già? Không. Ý con nói là cô lớn tuổi rồi, tại sao bị đuổi vậy? Tôi nói với cậu là tôi bị đuổi hồi nào? Cái này là tôi nói là tôi tự nguyện đi. Còn con á, là bị ba đuổi đi. Cô sướng hơn con rồi. Sao vậy? Ba mẹ nói gì thì cũng đừng có cãi lại.
Để ra nông nổi như vậy là làm sao? Thì cũng tại ba con. Đúng là một ông già khó tính, một ông già cổ lô sĩ. Sao lại nói về ba như vậy? Đúng hay sai á, ổng cũng là ba của cậu. Lần này thì con quyết định rồi, con sẽ bỏ đi ba bốn hôm để dọa ổng, rồi tính gì thì tính. Như vậy không có hay đâu. Cậu làm như vậy á, chỉ có chọc tức ổng thêm thôi. Mà cậu có nghĩ tới mẹ cậu chưa? Có khi là bây giờ bà đang lùng sục khắp nơi rồi khóc lóc tìm kiếm cậu đó. Thì con cũng biết vậy. Nhưng mà thôi, bỏ qua chuyện của con đi. Còn cô, không lẽ cô không lo lắng có người đi tìm cô sao? Chuyện của tôi thì phức tạp lắm. Nó liên quan đến lòng tự trọng, đến nhân cách của tôi. Không đi không có được. Chuyện của cô nghe có vẻ phức tạp quá, nhưng mà cũng hấp dẫn. Cô kể cho con nghe đi. Mặt này nhiều chuyện lắm nè. Thì buồn mà cô, tâm sự với nhau thôi. Thôi được rồi, nói với cậu thì cũng không hại gì. Chuyện là vậy nè.